Ok, vâng, xin chào tất cả các anh chị nhé. Và chào mừng các anh chị đã đến với, đã quay trở lại với kênh livestream trong buổi trưa ngày hôm nay đùa mà. Và vâng, theo thường lệ thì mỗi ngày Tiểu Quang sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cũng như là những trải nghiệm mà Quang đã có được và Quang đã học được trong quá trình mà Quang phát triển công việc kinh doanh của mình đùa mà. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ cho các anh chị về một chủ đề phải nói là cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại các anh chị, và đang có rất nhiều người họ đang mong muốn áp dụng điều này vào trong công việc kinh doanh của họ, đúng không ạ? Và nếu như các anh chị có thể áp dụng được điều này, được yếu tố này vào trong công việc kinh doanh của mình thì chắc chắn là một điều rằng công việc kinh doanh của các anh chị sẽ thành công vượt bậc và tăng trưởng một cách thần tốc các anh chị, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dành ra một vài phút để chúng ta có thể là chia sẻ cho những người bạn và cho đội nhóm của anh chị, đúng không ạ? Rồi, và trong quá trình chờ đợi thì Quang cũng sẽ chia sẻ cho đội nhóm, hội nhóm của mình để cùng tham gia vào chương trình livestream cũng như là chương trình Zoom trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Và đúng 11:30 thì chúng ta sẽ bắt đầu nha các chị, đúng không ạ? Đúng 11:30 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Cho nên các chị nhớ là đang trong thời gian nghỉ trưa, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể là vừa nghỉ trưa mà vừa theo dõi livestream, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị nha, tuyệt vời quá. Nếu các anh chị thấy thích chủ đề này thì các anh chị cũng có thể là bấm like video này, bấm like hoặc là comment có nếu như các anh chị thấy thông tin này hữu ích, đúng không ạ? Có comment có, đúng không ạ? Rồi. Và mỗi ngày thì Quang sẽ dành ra từ 1 đến 2 buổi livestream như thế này để chia sẻ cho các anh chị về những thông tin, những kiến thức mà Quang đã đúc kết được và cũng như là những kinh nghiệm và trải nghiệm mà Quang đã có được trong quá trình mà Quang phát triển công việc kinh doanh của mình nha. Và nếu như các anh chị đang có công việc kinh doanh của mình thì các anh chị cũng comment có xuống bên dưới, đúng không ạ? Để chúng ta cùng giao lưu với nhau, đúng không ạ? Rồi các chị nha, tuyệt vời. Các anh chị bấm like đi ạ, bấm thả tim đi các anh chị, bấm thả tim, đúng không ạ? Ok, tất cả các anh chị nha, tuyệt vời. Rồi, xin chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom nhé. Đấy, chúng ta hãy cùng chào nhau đi ạ. Chào nhau, chúng ta về vẫy tay như thế này, đúng không ạ? Về vẫy tay như thế này, để chúng ta chào nhau, đúng không ạ? Rồi, tuyệt vời các anh chị, tuyệt vời. Ok các anh chị. Rồi, vậy thì trong chủ đề ngày hôm nay, trong chủ đề cho buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về sức mạnh của cấp số nhân, đúng không ạ? Sức mạnh của cấp số nhân. Và có lẽ rằng là các anh chị cũng cảm nhận được là sức mạnh của cấp số nhân trong thời gian vừa qua như thế nào, đúng không ạ? Nhất là trong cái thời điểm mà một trong những đại dịch rất là khủng khiếp đã xảy ra tại trên toàn cầu, đúng không ạ? Đại dịch đó chỉ nhen nhóm từ một vài người trong cộng đồng thôi, nhưng mà do là lây lan qua đường hơi thở, qua đường không khí, cho nên là cứ người này tiếp xúc với người kia đó, qua tiếng mồ hôi, tiếng nước bọt và qua hơi thở, và đã lây lan ra cả một cộng đồng và cả một quốc gia và thậm chí là cả thế giới các anh chị, đúng không ạ? Và trong một thời gian ngắn thì dịch bệnh này đã lây lan ra hàng chục triệu người trên toàn cầu các anh chị, thậm chí là hàng trăm triệu người các anh chị, rất khủng khiếp các anh chị đó. Và vậy thì đó là đối với vấn đề là dịch bệnh, đúng không ạ? Còn đối với công việc kinh doanh và trong cuộc sống của chúng ta thì như thế nào các anh chị? Và có phải là trong video trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về quy trình thành công toàn diện và tam giác thành công trong ngành kinh doanh, đúng không ạ? Và trước khi nói về cách làm thì chúng ta sẽ cần biết là đích đến của chúng ta là gì, đúng không ạ? Và như các chị cũng đã biết á, thì G-Corp á, không phải là một công việc làm công ăn lương, đúng không ạ? Không phải là một công việc làm công ăn lương rồi hàng tháng nhận lương, mà ở đây là một cơ hội để giúp cho các chị đạt được một cuộc sống tự do các chị, một cuộc sống thành công toàn diện, đúng không ạ? Một cuộc sống thành công toàn diện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao mà G-Corp
có thể mang lại điều này được không ạ? Và trong cuộc sống của chúng ta thì có một loại thu nhập cái gì? Đúng không ạ? Có một loại thu nhập mà nhất định là các anh chị phải có nếu như các chị muốn có được một cuộc sống tự do. Đó là gì ạ? Đó chính là thu nhập thụ động các anh chị. Và thu nhập thụ động là điều kiện để giúp cho các anh chị có một cuộc sống, có một cuộc sống tự do, ổn định và đảm bảo trong tương lai các anh chị. Đúng không ạ? Và thu nhập thụ động có nghĩa là nguồn thu nhập sẽ đến bằng nguồn thu nhập mà các anh chị có được ngay cả khi mà các chị đang ngủ các chị, ngay cả khi mà các chị đang đi chơi và các chị không cần phải trực tiếp làm việc hay là quản lý công việc nữa mà thu nhập vẫn chảy về đều đặn các chị ha, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có những cách nào để có thể là tạo ra thu nhập thụ động bây giờ? Cách nào ạ? Có một vài cách các anh chị. Cách thứ nhất đó là các anh chị có các bản quyền về sách nè, về âm nhạc nè, hoặc là chúng ta có cái tài năng đặc biệt gì đó. Vậy thì chúng ta phải có cái tài năng đặc biệt gì đó thì mới có thể là tạo ra được nguồn thu nhập này, đúng không ạ? Rồi, và thứ hai là các anh chị có thể là cho thuê tài sản của mình. Nếu các anh chị có thể tạo ra thu nhập thụ động với cách này á, thì có lẽ là các anh chị còn phải là tích lũy tài sản trong vòng nhiều năm các anh chị. Trong vòng nhiều năm thì chúng ta mới có thể cho thuê được, đúng không ạ? Và sau đó hàng tháng, hàng năm á, thì chúng ta vẫn có thu nhập thụ động từ nguồn tài sản đó, đúng không ạ? Và cách thứ ba là chúng ta là những ông chủ lớn, đúng không ạ? Chúng ta là những ông chủ lớn. Các chị á, có thể tạo ra một chuỗi những cửa hàng giống hệt nhau, giống như là chuỗi cửa hàng Thế Di Động nè, Điện Máy Xanh nè, hay là những cái chuỗi thương hiệu nhượng quyền giống như là KFC, McDonald's hay Lotteria, đúng không ạ? Vân vân, đúng không ạ? Rất là nhiều chuỗi mà các chị thấy hiện nay trên khắp Việt Nam, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị đồng ý điều này thì chúng ta comment có xuống bên dưới. Comment có đâu bạn. Rồi, tuyệt vời các chị. Vậy thì các anh chị đã bao giờ thấy là những ông chủ của những cái chuỗi này nè, chuỗi nhân quyền này nè, họ làm việc trực tiếp tại cửa hàng không ạ? Không thấy, đúng không ạ? Họ không cần phải trực tiếp ở đó để quản lý công việc, nhưng mà họ vẫn rất giàu có và rất hạnh phúc, rất rất tự do, đúng không ạ? Đó. Và đó là cách có thể giúp cho chúng ta tạo ra thu nhập thụ động. Và có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta đang cố gắng đi làm, nỗ lực tích lũy tiền bạc này để có thể là tích lũy tài sản như là nhà cửa này, đất đai này, đúng không? Để có thể cho thuê và hy vọng rằng mình có thể an hưởng tuổi già, đúng không? Và tuy nhiên những cách trên thì đều dành cho những người rất xuất sắc, đúng không? Có những tài năng đặc biệt này. Họ dành rất nhiều thời gian, nhiều năm để có thể là tạo ra, rèn luyện những kỹ năng đó và tạo ra những sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Hoặc là có nhiều năm tích lũy tài sản thì mới có một cái khối tài sản để họ cho thuê, đúng không ạ? Và như vậy á, thì đối với những người bình thường như chúng ta, như chúng ta, đúng không ạ? Chưa có nhiều nền tảng đặc biệt và nền tảng đặc biệt mà chưa có nhiều tài sản, đúng không ạ? Thì có thể có được nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Có thể, đúng không ạ? Cũng có thể, đúng không ạ? Nhưng mà sẽ rất là khó khăn và cần nhiều thời gian, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị thân mến, có một cơ hội đơn giản hơn, dễ dàng bắt đầu hơn, và đó chính là cơ hội trong ngành kinh doanh thông minh, các anh chị, đúng không ạ? Và kinh doanh thông minh cho phép cho chúng ta xây dựng một mạng lưới người tiêu dùng trung thành và những nhà kinh doanh chuyên nghiệp, các chị. Những người này mỗi khi mà họ cứ tiêu thụ sản phẩm hoặc là họ bán sản phẩm thì chúng ta lại có nguồn thu nhập thụ động từ đó, đúng không ạ? Và như vậy thì với cách này thì sẽ rất là đơn giản, đúng không ạ? Dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và cách để đạt được cái thu nhập thụ động đó chính là sở hữu một mạng lưới trong kinh doanh thông minh, các anh chị, đúng không ạ? Và như các anh chị cũng đã biết á, thì trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có bốn nhóm người bao quanh xung quanh chúng ta. Thứ nhất là những người là họ có tiền nhưng họ lại không có thời gian, tức là họ rất là bận rộn, đúng không ạ? Và nhóm thứ hai là nhóm có thời gian nhưng lại không có tiền, đúng không ạ? Không có tiền, họ là tỷ phú có thời gian, và thu nhập thì lúc nào cũng rất là khó khăn, đúng không ạ?
Và nhóm thứ ba là nhóm vừa có tiền mà vừa có thời gian. Nhóm vừa không có tiền mà vừa không có thời gian anh chị. Và rõ ràng nhóm này thì vừa bận rộn nhưng mà thu nhập này thì lại rất hạn hẹp, đúng không ạ? Và nhóm thứ tư là nhóm vừa có tiền mà vừa có thời gian nữa. Nhóm này thì đang có một cuộc sống rất tự do các anh chị. Hay chúng ta còn gọi là nhóm tự do tài chính các anh chị, đúng không ạ? Gọi là nhóm tự do tài chính. Và như vậy á, thì việc sở hữu một mạng lưới trong kinh doanh Z-Code thì sẽ giúp cho các anh chị có thể trở thành nhóm người thứ tư các anh chị. Nhóm người vừa có thời gian mà vừa có thu nhập tốt, đúng không ạ? Và tại sao là kinh doanh thông minh nói chung và kinh doanh Z-Code nói riêng thì lại giúp cho các anh chị đạt được cái thu nhập tuyệt vời như vậy và có một cuộc sống tự do? Tại sao ạ? Bởi vì cơ hội này á, ứng dụng được sức mạnh kỳ diệu của cấp số nhân các anh chị. Ứng dụng được sức mạnh kỳ diệu của cấp số nhân. Và chúng ta sẽ dành ra vài phút để nói về sức mạnh của cấp số nhân và các anh chị sẽ ngay lập tức thấy mình là may mắn như thế nào. May mắn như thế nào thông qua cơ hội kinh doanh Z-Code. Và các anh chị có thể là sử dụng được sức mạnh này các anh chị, sức mạnh kỳ diệu này, đúng không ạ? Rồi, thì đầu tiên á, thì Hoàng sẽ kể cho các chị nghe về một câu chuyện về một trò chơi có 64 ô vuông nữa mà. Một trò chơi có 64 ô vuông. Và bao nhiêu anh chị nào biết trò chơi này thì có thể là comment có xuống bên dưới, đúng không ạ? Comment có xuống bên dưới, đúng không ạ? Rồi. Tại một quốc gia nhỏ bé thời xa xưa là thuộc Ấn Độ ngày nay các anh chị, vào thế kỷ thứ 6 thì có một người có một người rất là thông minh các anh chị, có một người rất là thông minh tên là Seta các anh chị. Và lúc này thì khi mà đất nước đã được thái bình rồi thì nhà vua mới bắt đầu cảm thấy là cuộc sống có hơi nhàm chán và ông ta mới kêu gọi khắp vương quốc là ai có thể tạo ra một trò chơi gì đó thú vị thì sẽ được trọng thưởng các anh chị. Và Seta đã đến và dâng lên nhà vua một trò chơi có 64 ô vuông các chị. Và ngày nay thì chúng ta gọi đó chính là cờ vua đó các anh chị, đúng không ạ? Và sau một thời gian chơi thì nhà vua mới cảm thấy rằng là trò chơi này rất hứng thú các anh chị. Vì trong trò chơi này có thể phát triển được cả tư duy, trí tuệ và cả chiến lược quản lý đất nước ở trong đó. Và nhà vua quyết định là gọi Seta tới để trọng thưởng các chị. Gọi Seta tới để trọng thưởng. Nhà vua nói rằng là ta rất là giàu có các chị, ta rất là giàu có và ngươi có thể lấy bất kỳ thứ gì ở trong kho báu của ta đó, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi đấy. Nhưng mà các chị biết không ạ? Seta tâu với nhà vua rằng là mình chỉ xin một số lượng thóc ở trong kho thôi, và với điều kiện là ô thứ nhất của bàn cờ thì sẽ đặt một hạt thóc, ở ô thứ hai sẽ đặt hai hạt thóc, ở ô thứ ba sẽ đặt bốn hạt thóc, ô thứ tư là đặt 8 hạt thóc đó. Và như vậy thì các chị đã biết được là quy luật của cách tính này rồi, đúng không ạ? Và cứ ô sau gấp đôi ô trước đấy. Và lúc này khi mà nhà vua nghe đến đó thì nhà vua mới bật cười lên và nghĩ đây là một chuyện hết sức là khôi hài các chị, và mới kêu quan đại thần là hãy chuẩn bị thóc cho Seta đó. Và sau một khoảng thời gian tính toán xong thì viên quản kho mới tâu lên nhà vua rằng là người ta sau khi tính toán thì người ta mới phát hiện được rằng là để trả hết số thóc cho Seta thì cả thế giới vào thời điểm đó phải sản xuất liên tục trong vòng 300 năm thì mới đủ lượng thóc để trả cho Seta. Và nếu như mà chỉ cần phủ đầy số hạt thóc của một nửa bàn cờ thôi thì có thể là phủ đầy khắp bề mặt trái đất luôn các anh chị, đúng không ạ? Thế cho nên là các anh chị đã thấy sức mạnh khủng khiếp của cấp số nhân chưa? Câu chuyện này đã nói lên rằng là chúng ta có thể ứng dụng được sức mạnh này vào trong công việc, trong cuộc sống và đặc biệt là trong thu nhập của các anh chị. Vì nếu như các anh chị có thể là vì thế thì các anh chị có thể tiến tới một cuộc sống tự do các anh chị, đúng không ạ? Vậy thì á, theo các anh chị thì các anh chị sẽ lựa chọn phương án nào trong hai phương án sau? Phương án thứ nhất là các anh chị chọn một công việc làm công ăn lương và mỗi tháng mình nhận được mức khoản lương là 10 triệu đồng mỗi tháng, đúng không ạ? Và phương án thứ hai là các anh chị vừa làm công việc cũ và vừa xây dựng một mạng lưới kinh doanh thông minh, đúng không ạ? Và ở tháng thứ nhất là chị
tháng thứ nhất thì các anh chị chỉ có thu nhập là khoảng 200.000 thôi, đúng không ạ? Ở tháng thứ hai là sẽ gấp đôi tháng trước, đó chính là các anh chị sẽ có thu nhập là 400.000, đúng không ạ? Và cứ theo quy luật là tháng sau gấp đôi tháng trước, tháng sau gấp đôi tháng trước. Và nếu như theo một cái sự lựa chọn thông thường á, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án đầu tiên, đúng không ạ? Theo một cái lựa chọn thông thường thì chúng ta sẽ thích chọn phương án đầu tiên, đó chính là nhận được 10 triệu đồng mỗi tháng, đúng không ạ? Nhưng mà các chị biết không ạ? Theo cách thứ hai thì sau 12 tháng thì các chị và nếu như các chị chọn phương án thứ nhất thì theo cái cách đó thì sau 12 tháng đó thì sau 12 tháng thì các chị chỉ được nhận là 120 triệu đồng thôi các chị. 120 triệu đồng thôi. Đó. Nhưng mà theo cách thứ hai là tháng đầu tiên các chị có 200.000. Nhưng mỗi tháng tiếp theo thì lại gấp đôi tháng trước. Thì sau 12 tháng thì đến tháng thứ 12 thì các anh chị đã nhận được là thu nhập là 400 triệu rồi các anh chị. Và tổng thu nhập trong cả 12 tháng thì các anh chị đã nhận được là hơn 800 triệu. Đúng không ạ? Rõ ràng là đây có một sự khác biệt rất lớn, đúng không ạ? Rất lớn, cực kỳ lớn, đúng không ạ? Đó. Và đó chính là sức mạnh của cấp số nhân các anh chị. Và điều quan trọng ở đây mà Quang muốn chia sẻ thêm với các anh chị, đó chính là cái bài toán thứ hai. Đó gọi là bài toán 2 × 2 = 4 đó chị. 2 × 2 = 4, đúng không ạ? Có nghĩa là như thế này. Nếu chúng ta có một công thức nào đó để có thể một công thức, một quy trình và một giải pháp nào đó có thể là nhân bản chúng ta thành từ một người thành hai người, đúng không ạ? Cũng làm những việc giống như chúng ta, cũng phát triển kinh doanh và cũng muốn có một cái cuộc sống tự do mà giàu có giống như chúng ta, thì cứ một người thành hai người, rồi hai người thành 4 người. Đó. Và với cấp số nhân 2 thì đến lần nhân bản thứ 6 thì chúng ta đã có 64 người. Và toàn bộ đội nhóm của chúng ta lúc đó là 126 người, đúng không ạ? Thì đó chính là cấp số nhân 2. Rồi. Nhưng mà nếu như không phải là cấp số nhân 2 mà các chị nhân bản là 3 người thì sao ạ? Đúng không ạ? Có nghĩa là các chị tìm ra 3 người cũng làm giống hệt với các chị, đúng không ạ? Cũng phát triển kinh doanh và cũng muốn có một cuộc sống tự do và giàu có giống như các anh chị. Thì sau đó 3 người này lại tiếp tục giúp đỡ cho 3 người khác nữa. Thì chúng ta sẽ có 9 người ở lần nhân bản thứ 2. Đúng không ạ? Sau đó nhân bản tiếp là 27 người. Đúng không ạ? Và đến lần nhân bản thứ 6. Đến lần nhân bản thứ 6 thì các anh chị đã có 729 người. Đó. Và trong toàn bộ đội nhóm của các anh chị lúc đó là 1.092 người, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà nếu như không phải là những bạn 3 người mà là 5 người thì sao ạ? Mà 5 người đó lại tiếp tục giúp đỡ cho 5 người khác nữa, và những người đó lại tiếp tục giúp đỡ cho 5 người khác nữa, thì đến lần nhân bản thứ 6 thì các anh chị đã có số thành viên là 15.625 người rồi các anh chị, đúng không ạ? Và tổng cộng toàn bộ mạng lưới của anh chị lúc đó là 19.530 người rồi các anh chị ha. Khủng khiếp, đúng không ạ? Hết sức khủng khiếp. Đó. Và nếu như mỗi người, mỗi thành viên trong đội nhóm, trong mạng lưới của các anh chị, họ chỉ làm một chút việc mỗi ngày thôi, một chút việc mỗi ngày dành ra 2 tiếng đồng hồ thôi, đúng không ạ? Trong cái thời gian mà họ sắp xếp được, và mỗi người như vậy thì đối tác của chúng ta thì họ đã mang lại lợi nhuận cho chúng ta khoảng 20.000 đồng mỗi người, thì ngay lập tức tháng đó là các anh chị đã có thu nhập là hơn 400 triệu rồi các anh chị. Kinh khủng khiếp mà, thu nhập hơn 400 triệu đồng trong cái tháng đó chỉ bằng một việc là mỗi người làm một chút đó. Và sự khác biệt ở đây đó chính là lần nhân bản thứ 6 anh chị, đó là 126 người, 1.092 người và 19.530 người, đúng không ạ? Và thật sự là khác biệt ở đây là từ cái ngày đầu tiên là các anh chị chọn mình là nhân bản là 2 người hay là 3 người hay là 5 người là tùy vào lựa chọn của các anh chị. Có nghĩa là mỗi người ở đây họ chỉ cần làm việc thêm một chút thì thành tựu cuối cùng sẽ vô cùng lớn. Và chỉ có trong kinh doanh di cúc nói kinh doanh thông minh nói chung và kinh doanh di cúc nói riêng thì mới có thể cho phép chúng ta làm được những điều này một cách đơn giản nhất các anh chị, một cách đơn giản nhất, đúng không ạ? Và như vậy thì điều quan trọng là chúng ta chỉ cần học cách để nhân bản mình ra
là 3 người hay 5 người, và sau đó hướng dẫn cho họ cái cách nhân bản tiếp, đúng không ạ? Và nếu như các anh chị sở hữu cho mình một mạng lưới những người tiêu dùng trung thành và những nhà kinh doanh chuyên nghiệp ấy, trong kinh doanh thông minh và trong kinh doanh C-Code, thì mạng lưới này sẽ mang lại cái thu nhập thụ động cho các anh chị. À, với sức mạnh của cấp số nhân thì sẽ giúp cho các anh chị có một cuộc sống tự do và giàu có, đúng không ạ? Rồi, vậy thì nếu như các anh chị thấy thông tin này hữu ích và nội dung này thú vị thì các anh chị có thể bấm like video này, đúng không ạ? Và nếu như thông tin này mang lại lợi ích cho các anh chị thì các anh chị có thể là chia sẻ cho bạn bè và đội nhóm của anh chị để chúng ta có thể là kết nối với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi, nếu như các chị có câu hỏi thắc mắc gì thì các chị cũng có thể là comment xuống video này để chúng ta có thể là thảo luận cùng với nhau để giúp nhau tiến bộ hơn, ok mà. Rồi, cảm ơn các chị đã lắng nghe và hẹn gặp các chị ở những buổi livestream và các video sau ạ. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.